chốt cách ly mới ở trên đường Lê Hồng Phong, ngã ba Lê Hồng Phong là đại lộ Bình Dương. Đại lộ Bình Dương là quốc lộ 13 nó dài các bạn. Đây là cái chốt cách ly ngay nha, cổng chính nha. Cái tư thì chắc ở đây ngồi là cái tư thì chắc các bạn. Đại lộ Bình Dương. Cổng Hiện Đại. Làm gì ta? Gạo à. Gạo vô cái ATM gạo. Ủa cái đó phải gạo à. Gạo à. Chở gạo cung cấp phát cái ATM gạo. Đúng không ta?